Hello, xin chào cả nhà của mình nha. Hôm nay là Ngọc có việc đi ăn đám cưới cả nhà ơi. Sáng nay Ngọc có nhờ chị tới làm tóc với lại makeup đồ cho Ngọc. Ngọc nói thôi khỏi son môi để em ăn uống, em tự son môi của em. Cái son môi này là bên Mỹ có bán, Việt Nam có bán nha cả nhà. Son môi rất là đẹp của Hàn Quốc luôn. Rất là lâu rồi. Nè mẹ cũng son mà cây này coi cái số giống như cây của con không? Giống luôn, mẹ là 18 á, cái này là số 18 nè, còn có một cái coi son số 24 thì nó đỏ hơn, hái hơn. Mẹ cũng son như đúng rồi, giống nhau á, số 18. Đem theo bỏ con nhỏ à. Đúng rồi. Bỏ con nhỏ chút rất là lâu trôi luôn cả nhà, mà cái màu son lên rất là đẹp luôn. Cả nhà có cây son á, mua liên hệ với số điện thoại ở Mỹ hay Việt Nam nha, một cái cây son cực kỳ sang trọng luôn cả nhà, đẹp nữa. Giữ lâu. Anh Bảo hôm nay là tài xế cả nhà ơi, anh Nhật hôm nay là nhà anh có đám giỗ của ông nội, nên là để anh ở nhà anh đi ăn đám giỗ. Hôm nay anh Bảo làm tài xế, vậy là hôm nay anh Bảo không có nhạo được rồi. Lâu lâu mới make up lên, là make up lên nhìn mặt mắc cười. Lâu quá không make up mắt lên nhìn mắc cười. Rồi hiện tại bây giờ là Ngọc tới chỗ đám cưới rồi cả nhà ơi. Hey, bà ngoại đi ông bà cô chú ơi. Hello, xin chào cả nhà. Đi xuống tới đám cưới rồi cả nhà. Gì vậy? Gì vô trước khi vô đám cưới mà xăng quần xăng ấy rồi đâm ở trời. Kéo quần xuống. Hôm nay thấy cũng nhiều gương mặt thân quen nè, không biết phải có phải là ở trong đây không ta? Ủa hai ba sảnh lần hả? Cho bây giờ xuống con. À đây nè, sảnh mình nè. Trời ơi. Trời lại kìa. Không vậy thôi đó chú. Mới thứ 10 rồi lên nha. Đăng lên. Chú điên mình hả? Chú điên mình. Anh với mình lên sớm không? Em đi trước còn mấy đứa đi sau vậy? Vậy hả? Không có đi đâu. Đó. Đương nhiên đăng lên. Vậy hả? Trời mừng luôn. Trời ơi. Anh này số trai hay số gái? Cháu biết anh sao không? Dạ. Biết bao nhiêu người họ yêu cầu là chú mời cháu lên. Hết trời đó. Chứ bạn trong nhà mà mời. Không biết ý là người ta hâm mộ cháu, người ta mua đồ của cháu nhiều lắm. Ôi trời đất ơi. Anh số trai hay số gái đây? Anh công đi Quảng Nam. Quảng Nam tẩu bộ rồi chú. Gái. Phải không? À. Rồi. Đi đây. Không. Dạ. Đây là em ruột của bà nội Ngọc, qua cả nhà bà nội Ngọc thứ hai, bà thứ ba, em ruột bà nội. Hai anh em, ba con có hai đứa con. Con với Bảo. Dạ. Bà xưa ba biết giờ ba lẩn rồi chứ. Quên rồi, giờ quên hết trơn. Dạ. Ok, tiếp 8 này cả nhà. Rồi, như vậy là cũng đã chuẩn bị tàn tiệc rồi đó cả nhà ơi. Hai con cảm ơn cô, không có gì cô. Vài tuần nữa gặp lại nha, đám cưới. À, chú nha. Rồi chị về nha. Rồi bay sang bay 18. Đang là gặp biết luôn á. Đám cưới nào cũng gặp luôn á. Con chào bà nội ba, con về nha. Dạ. Dạ. Con chào cô Thảo. Dạ. Đám cưới xong rồi, sẵn mình ghé nhà ở Biên Hòa thăm nhà chút xíu. Bữa giờ từ cái bữa ăn sinh nhật ba dưới đây rồi không có lên cả nhà. Mấy anh này đang ấy lại nước hồ bơi xử lý đồ dùng cho mình nên ghé coi. Nè, đó mấy ảnh nè. Mình không có đây, mình mở cửa cho ảnh, tất cả mọi thứ cửa nẻo đèn đuốc là tự động hết trơn. Rồi tự động vô bấm vô cái máy lạnh đó. Trước khi mà mình lên cỡ chừng 10 phút cái mình nắm bắn mấy cái lại máy lạnh, bấm đèn bấm đồ này kia. Đó, anh đang xử lý nước rồi cho mình cho nó sạch sẽ là làm thêm gì nữa đó. Vô thăm đàn cá thân yêu của tôi rồi.
Không biết thằng Hoàng Tăng nó ghé mà không biết nó có ghé không. Nó trời ơi, cái đàn cá thân yêu của tôi nè. Thằng cá ơi, thằng cá. Cái nước sạch sẽ nè, không Hoàng Tăng xuống cho ta. Hi. Hồ cũng còn sạch sẽ không bà cô chú. Tiếp tục lại lấy lấy trùng. Rồi ăn đi. Cục nữa nè. Đó. Rồi. Ở nhà thấy á, ở dưới đây nó nóng tới cỡ nổi mà anh bảo anh để cái đôi dép này nè ở ngoài trời á, mà bây giờ nó hư cái đôi dép này luôn rồi nè. Đó, nó bị gọi là gì hư đôi dép luôn, nên là bây giờ phải để trong nhà chứ còn không để ngoài trời là hư hết trơn luôn. Nó bị giống như bị cháy ra luôn. Hút nước hút đồ làm cho sạch sẽ, bỏ thêm gắn thêm máy gì vô. Sao rồi, mấy trái này sao rồi mẹ? Mấy trái trời ơi, trời ơi coi nè mẹ, chín hết trơn rồi nè, bự quá trời bự rồi nè. Trời ơi, nè. Ồ, rau muống thì già hết trơn rồi, già khô héo rồi. Đang nói chuyện chú Bình. Chú Bình về cũng còn chưa ngủ được nên là gọi điện thoại về liên tục. Sao thì đó thím Thượng thôi ngủ rồi, chú bên đó lâu làm gì, gọi điện thoại về mấy đứa cháu. Ngày thì Ngọc, ngày thì anh Bảo, ngày thì anh Thận, ngày thì anh Việt, ngày thì anh Bi. Xây vòng vậy đó. Đứa này bận thì qua đứa kia. Mỗi đứa 2 tiếng thôi. Rồi cả nhà ơi, ghé Biên Hòa. Ở trên đó mình cũng có đồ nên là thay đồ tắm một cái. Mặc đổ mồ hôi luôn. Mặc bộ đồ bộ đi về Sài Gòn luôn cả nhà. Tại vì giờ đi tới đó cái tới nhà cái bước xuống lưng chứ đâu làm gì nữa đâu. Đi ra ngoài đi xuống không xuống thôi xuống có phải bật cái van tứ cây. Cây tứ cối đồ tỏ cái cung bữa giờ là hả khô khát quá bữa quá giờ. Ở đây là có nhà cậu Kim là bên chú Nghĩa, bên chú Tám á. Một hai ngày cứ dùm, nhưng mà mấy ngày nay ba của cậu Kim bận á ra cây khối luôn, khô héo luôn, ra tưới một cái trâu thì ôi nắng cháy ra người. Hôm nay đi đám cưới cũng vui hả bác ạ? Vui. Gặp bà con dòng họ đầy đủ hết, ba mà có nhà ba đi ba vui dữ lắm. Cho ba, cho 2 tuần nữa là có đám cưới nữa cả nhà. Cũng là giờ trời chung luôn là bữa nay là đám cưới của con của cháu nội của bà, chú bà này. Ông ngoại, ông ngoại, đúng rồi. Ngày mai là cháu ngoại. Nói vậy người ta mới hiểu. Tại hôm nay là con người này. Cháu ngoại. Ngày mai là con của người khác. Ừ, đó vậy đó. Bà con mình mới hiểu. Rồi ôi, bây giờ tới cuối tháng là nhiều lắm. Rồi tới đám giỗ ông ngoại nè, rồi tới đầy tháng của bé Như Ý nữa. Cả nhà thấy chuyến này Ngọc về á, quá trời là nhiều sự kiện. Em có chưa lớn mà. Rồi tới đầy tháng thôi con. Rất là nhiều sự kiện luôn là đám cưới của Hậu nè. Rồi cái cháu ra đời nè. Đó nên là còn có năm nay nữa, năm nay nữa năm sau là không thể nào có thể nhúc nhích mà đi được kiểu này nữa. Năm sau đúng hè luôn hết. Năm sau đúng hè luôn. Năm sau là phải đúng hè, là phải đúng cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 gì này kia có về thì mới về được chứ thôi không thể nào mà ấy, tại vì sao không chạy vô lớp 1. Năm nay là còn á hả đi vô hỏi cô nói cô chay con nghỉ sớm về được không, cô nói được không sao hết trơn á. Nghỉ à. Nhưng mà năm sau là không còn là được nữa nên là tranh thủ thôi năm nay cho về được lâu về. Rồi cái chị Ngân sinh đẻ rồi nói chung là năm nay cũng có cái kỳ này Ngọc ở hơi lâu cả nhà, tại vì có một cái dự án đang ấp ủ. Cái dự án này thì mình cũng cả năm nay nè bảo hả? Hẹn cả nhà cuối tháng 6 đi, tầm cuối tháng 6 là bắt đầu là. Ủa cuối tháng 6 là cho biết luôn hả? Ừ, cuối tháng 6 bật mí được rồi. Chứ thì... Ngọc tưởng bắt đầu tháng 7 đi chứ. Thì đó cuối tháng 6 là tháng 7 đó tầm đó. Dự án kinh doanh của anh em mọi người. Nên là ba đang gấp rút trong cái quá trình mà đang trong cái thời gian cuối cùng rồi. Là bắt đầu tới tháng 7 một cái là cả nhà sẽ biết là đứa con tinh thần gì sắp ra bảo ha. Nên là hy vọng là cả nhà mình chờ đợi ha, để coi sắp tới cái dự án nó sẽ là cái gì. Nhanh thôi, tới tháng 6 tháng 7 là mình biết kết quả liền ha. Chung cũng là nằm trong những cái danh mục và những cái câu chuyện của anh em mình làm ăn từ buôn bán từ xưa giờ thôi. Nhưng mà mình ra một cái riêng của mình, riêng của anh em mình. À,
mấy nhẹ nhẹ vậy thôi rồi, nhiều, nhưng mà chắc có một cô chú có thể đoán là được. Rồi xong rồi cái xong rồi cái tới hè đó. Không phải là làm, mà không phải là làm cho nó bí mật, không phải mọi người, tại vì câu chuyện nó vẫn còn đi từ đây đi tới đó, nó cũng còn khoảng 2 tháng nữa nên là cũng chưa biết tương lai nó sẽ như thế nào. Có khi trễ nữa chứ. Đó, nên là cũng không biết là nó có như thế nào hay không, nên là cũng không dám nói tại sao nó trước bước hôm qua. Đúng đó rồi. Là vậy. Đó là thành ra là thôi cho phép gia đình em mình xin nhẹ nhẹ vậy lại thôi. Chay mà đến đó mà không được cái quê nữa, chay thì bắt đầu được chơi với em bé lâu hơn chút xíu. Giờ về đây được 1 tháng là mẹ thấy nói tiếng Việt là quá re rồi đó. Rồi mẹ năm sau mà nó vô lớp 1 á, là cái tiếng Anh nó còn dữ dằn nữa. Nên là phải cố gắng nhồi nhét vô tiếng Việt vô từ giờ cho tới đầu tháng 8. Về đây sinh hoạt anh em cũng gắn kết gắn khích hơn. Mấy năm trời điều huynh cũng chưa về bao nè. Chứ còn mấy đứa nhỏ này bây giờ đi học hết rồi, bắt đầu cái khó lắm, khó đi khó gặp khó gỡ nó đi rồi đứng lắm. Rồi đâu có biết tương lai con Ngọc, ví dụ như nó có em bé, ví dụ tương lai mà có em bé, có sinh em bé được rồi, có em bé là cũng đâu đi đâu tới đâu lui được. Không có được về thường được. Có em bé xong bắt đầu sinh nở rồi em bé phải cứng cáp, phải như chay hồi xưa phải. Bởi vậy 8 tháng trời vậy đó. Bởi vậy nói đó hè tháng sau, hè năm sau tháng 6 vậy chứ cũng chưa chắc. Nói vậy vui vậy thôi cũng chưa chắc nữa, mẹ với ba có về thì mẹ với ba về được. Cái Ngọc là cũng chưa chắc đó. Bởi vậy anh em với mình phải quý trọng khoảng thời gian ở bên Ngọc nghe chưa bảo. Nếu không là không có buồn lắm. Ba với mẹ thì nói chung là 6 tháng ở đây, 6 tháng ở bển chơi, tại giờ ba mẹ cũng có thêm Hana rồi. Rồi cũng nhớ cháu nội nữa. Mình cũng mong là tạo điều kiện cho ba mẹ mình đi đi về về vậy đó. Với là ba mẹ cũng mong có sức khỏe. Có sức khỏe đi về về. Đi về mới được. Nên là bây giờ tranh thủ cái thời gian này đi, tranh thủ thời gian này, cái dịp này là cái dịp mà ở được ở lâu nhất hả? Lâu nhất. Mày cũng là lâu nhất luôn. Ừ, lâu nhất luôn. Đâu, huynh á, thì huynh nó về bên đây nó cũng vui quá. Nên muốn đó bắt đầu là chị Ngân ra tháng một cái là bắt đầu đi du lịch nè. Nói gì nữa, ngày mai là bắt đầu đi du lịch rồi. Đó, ngày mai là bắt đầu khởi động nhẹ đi du lịch rồi. Đang đợi em bé rồi hết ra cử một cái là bắt đầu phải ru. Bắt đầu cái tháng 5 cái khởi động nhẹ đi du lịch nữa. Bắt đầu chị Ngân ra tháng là chơi đó, bây giờ bó bột tháng đó. Về nó về 5 tháng mấy 6 tháng chứ bó bột ở nhà hết tháng rồi. Đó coi tháng này chứ đâu có đi đâu làm gì đâu thấy không? Cả tháng rồi đó. Lẹ ghê không cả nhà, chưa ra Việt Nam cả tháng. Vòng chuẩn bị vòng cái vài bữa nó tới tháng 5, hết bắt đầu hết tháng 5 rồi bắt đầu tháng 6 là mình nhúc nhích rồi đó. Đó, nhúc nhích rồi. Nhúc nhích bắt đầu là tất bật vô công việc nữa. Cũng không đi đâu được. Bắt đầu tháng 6 tháng 7 là mình bận hết trơn luôn đó. Bởi vậy nói vậy chứ cũng không đi đâu được hết trơn, bởi vậy tranh thủ là nguyên tháng 5 muốn đi đâu đi nè. Đó. Gần gần thì cho em bé đi cùng, còn không gần gần thì thôi gửi em bé cho bà nội. Đi bữa đi đâu, kia đi kia đâu với mấy anh em muốn nhiều, đâu đi. Nhiều bạn comment trời ơi Ngân đẻ được cục vàng như ý cho ba Bảo rồi, Bảo giờ phải tặng mẹ Ngân cái món quà cho xứng đáng nha. Trời đất ơi. Ra mua chỉ đi, vàng đang lên. Không biết gì để xứng đáng đây. Em trao thân gửi hoàng cho vợ em là 8 năm 9 năm nay rồi nè mọi người. Không nhúc nhích gì hết trơn đó. Tấm thân ngọc ngà này là coi như trao rồi. Không, nói chung được cái trong tất cả mọi việc á thì hả ở Việt Nam này có bảo anh Bảo với chị Ngân là Ngọc rất là yên tâm tất cả mọi thứ, không có lo nghĩ gì vấn đề gì hết trơn, chỉ có cố gắng thêm và cố gắng thêm mỗi ngày thôi. Ông bà cô chú ở bên Mỹ cũng vẫn bán hàng bình thường, bà cô chú vẫn ủng hộ và bên Ngọc vẫn ship hàng bình thường, cái chị chỉ làm tốt lắm. Mà ông bà thông báo với cả nhà mình là hả mấy trái xoài, bây giờ cái cây xoài bây giờ nó có trái rồi, nó ra được 4-5 trái. Bơ nó cũng ra chút mà cô Elizabeth nói là bơ của con chắc chừng nào con về á thì mới có trái, cô nghĩ nó cái trái nó mới ăn được. À xoài này nó cũng bự hơn bơ trái bơ rồi. Tất cả mọi thứ bên nó cũng ngon lành. Chị đó chị làm quá tuyệt vời, quá hoàn hảo. Không có sót cái gì, chưa ship một đơn hàng sai luôn mẹ tin không mẹ. Quá ha. Không ship một đơn sai luôn, chưa có khách nào mà nói là Ngọc ơi em ship lộn chị đơn này đơn kia, ship dư ship thiếu ship gì hay. Không có công nhận hay mà thì không có qua là con còn ship sai nha, Ngọc còn ship sai nha, kêu chỉ qua là đúng 2 tiếng thôi ấy được kìa. Hay thì công nhận hay, còn con với mẹ ship sai liên tục mà triền miên luôn. Vô là làm thôi mà hay.
ship sai, ship thiếu, ship đầu tùm lum hết trơn, mà chỉ làm cái re luôn nên mới yên tâm. Yên tâm rồi, từ nay về sau rồi cuộc đời vẫn đẹp sau, tình yêu vẫn đẹp sau, cái re. Quá sướng. Đi đâu là có chị khỏe, bởi vậy không nhận may mắn hơn. Đó là chị đó chỉ làm ở nhà nữa. Ừ. Thành ra là chị cũng rảnh thời gian nhiều. Con mèo con đồ này chia để cho chị ba mẹ con thì mỗi người công việc. À tội lắm. À, bé trai thì tứ cây. Bé trai là tứ cây nè. Olivia cho qua chơi với con mèo. Còn chị thì chỉ vô chỉ ship order. Trời ơi, lè nào ba mẹ con cũng thấy nghe cái chuông, tiếng chuông đi qua thấy ba mẹ con mở cửa đi vô thương. Hết sức là yên tâm. Mở gần dữ không? Sát bên mở gần dữ không? Mấy Ngọc với chú Cương, mình với chú Cương vậy đó. Sát bên nhà. Ừ. Cách nhau một cái thành lũy tre mẹ. Cách nhau lũy tre làng. Nhà hàng xóm ở Mỹ là vậy đó, ai cũng phải cách nhau lũy tre làng cho nó hơi cái gì gọi là cái gì riêng tư chút xíu đó, không chứ không để mà phỏng phao vậy đó. Một cái hàng rào đồ này kia vậy đó, đất nhà người ta bên đó rộng rãi thoải mái. Giờ này giờ là chuẩn bị là kẹt xe đó ông bà cô chú ơi, hên là về cũng gần tới nhà, chắc nửa tiếng nữa tới hả bà. Cái gì nữa tới 15 phút hả? 5 phút nữa qua ngã tư này, cái này tới ngã tư nữa là tới. Ủa? Vậy hả? Ủa? Bạch trời bạch chị nữa đây? Đừng nói quà nữa nha cả nhà. Quà nữa nữa nè. Wow! Thơm quá ta, dâu nguyên hộp hà để trong cột cái vỏ lại thơm á. Dâu của Hàn Quốc. Ôi sữa của chay thích nè. Trời đất ơi. Vậy mà sao anh bảo ai nhận mà cô không kiểm tra thấy sữa đây nè. Trời ơi. Chắc nhận xong rồi để đây nhìn thấy tưởng trái cây không quá. Rồi bơ nữa. Wow. Trời đất ơi. Hai trái dưa lưới. Rồi để từ từ. Bạn không, đúng rồi, Ngọc lộn người. Ngọc bị lộn. Hai cái nick. Ừ, mà cái tên giống nhau. Nên Ngọc bị lộn, còn này là hôm nay là cái em này là Muôn Dĩ Quan Nghị Tây của mình nè. Còn bé kia anh, khác nữa. Anh trai. Ừ, anh trai cũng hai em trai. Rồi Ngọc mới ngủ dậy, Ngọc mới nhận được tin nhắn này nè. Đợi em tới đây. Bà bảo rằng bà không kiểm tra đi, có sữa nè. Không, thì đưa cái hộp, nguyên cái vỏ thì để nguyên cái vỏ, đâu có lấy ra làm chị. Thì đó. Trời ơi, nguyên một hộp bơ luôn. Ừ, đâu. Trời sáng giờ đâu đi rồi đầu từ sáng giờ đó. Mà chị đi đám cưới mới về nên là phải ngồi chờ đó chứ, nói là kêu ở nhà là ai chở qua đây để rồi đầu đắp mặt nạ đó. Ôi từ sáng giờ mẹ đi con có nhớ mẹ không? Dạ có. Ôi bỏ cái lớp make up xuống cái mặt nó nhẹ nhàng mà nó thoải mái vô cùng đúng không bà cô chú ơi. Rồi sáng giờ con ở nhà con làm cái gì á? Con không biết. Cái gì? Mình làm gì mà mình cũng không biết mình làm cái gì nữa à? Dạ. À. Mưa mặt không bính. Thương ai nhất ở đời? Mẹ. Ừ. Trời trời, làm như em bé ăn cái chân nữa. Rồi. Con có sẵn sàng ngày mai đi chưa? Dạ mẹ. Ừ. Cái gì? Xếp đồ hay gì? Ừ đó, bắt đầu xếp đồ đi. Ngày mai sẽ là một cái chặng đường dài đi du lịch. À, đi đâu thì ngày mai sẽ chia sẻ cho cả nhà mình. Đúng rồi, vô này. Bà ngoại lên chơi từ mấy bữa nay nè ông bà cô chú. Chào cả nhà. Lên thăm cháu. Xuống xin, xuống xin chị dâu tiền mai đi chơi. Ăn cho chính chuyện ngày mai đi chơi. Ai du cai ơi, du cai ơi. Ai du cai. Ôi cai, bữa nay mặc cái bộ đồ con cáo hả cha? À bữa nay mặc bộ đồ con cáo hả? Là chùm nho. Ăn trao. Con trao à, ăn trao à. Cái gì vậy, cái gì vậy? Khó chịu gì cơ, khó chịu gì cơ. Giờ tới giờ rồi bọn đi chơi vòng. Bọn đi chơi vòng chứ không có chịu ở một chỗ nữa. Bọn xuống lầu chơi đi. Xuống lầu chơi nha. Xuống lầu hả? Em ghe đó bà cô chú. Vì anh thương em hơn em thương anh.
dù từng yêu đôi ta rẽ đôi, em cần lệ tràn khóe môi. Ô cậu ngậm ra coi. Giờ nhìn vô camera. Á cha, nó nhìn vô cái camera. Lớn lên mày Ngọc chỉ làm YouTube nha. Nha, lớn lên mày Ngọc chỉ con làm YouTube nha. Ôi trời ơi, nhìn vô camera kìa ông bà cô chú kìa. Á cha ơi. Nó nhìn thẳng trực tiếp lại Daddy look, she's looking at the camera. She's looking at herself. Con chưa bao giờ thấy con phải không? Đó, con đang nhìn con trong đó đó là con đó. Con là Như Ý, con là Hannah đó. Con đó, it's you. Look at that. She's looking at herself. Và bữa giờ là con chỉ nhìn người này, người kia, người nọ, chứ con chưa bao giờ được nhìn tự nhìn con, phải không? Đó, con đó. À trời ơi, coi. Nằm đá đời với người Mai Ngọc mà ngủ nè. Đêm diêm nè. Dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo, gặp gần khó đi. Không biết làm sao nha, cứ mà ru ngủ, ngày xưa chay cũng vậy, là Ngọc toàn ru mấy bạn đó không mà. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Biển cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mùng anh không tới nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết kê chuyện chung tình, không than duyên em một mình. Ôi trời, nó nhìn nó chầm chầm luôn đó. Ngày xưa là em chay là mẹ Ngọc toàn hát mấy bài đó để ngủ không đó. Em chay bằng tuổi con là mẹ Ngọc cứ dí dầu cầu giáng đóng đinh đó. Không biết sao cứ thấy tụi nó là phải hát bài đó. Linda đi, look at her face. Ông bà cô chú nhìn cái mặt này cưng quá trời cưng rồi, không chịu không nổi đi nó luôn à. Nhắm mắt lại ngủ nè, nhắm mắt ngủ đây. Rồi bây giờ mình lưu tới bài của mẹ Ngọc nha. Bài mẹ Ngọc tên gì mất tiêu rồi. Ngày em gì đó, ngày em yêu anh phải không? Ngày em yêu anh, em yêu bằng cả trái tim, ngày thơ mang nhiều mộng mơ. Ngày em yêu anh, em yêu bằng cả hơi thở, như con thuyền không bến bờ. Tình yêu đôi ta là một trò chơi cút bắt chôn. Cô chú coi nó kìa. Đó vậy, đứa con nít lúc nào nó cũng vô tư và hồn nhiên. Và nó vô tội hết trơn. Ôi, đục đàn. Đây ra đi không được. Đây. Ôi trời ơi, tao. Mày nè đây, con nói nó mày nè đây. Mày cho. Mày cho con nói mày nè đi. ngáp vậy. Cái gương chạy. Ê, cậu Tùng mới lên nè ông bà cô chú. Hello mọi người. Ông bà cô chú nè, coi năm ngủ nè. Ông chào con. Nó cười, á trời, nó cười. Người nữa chắc cười nữa nè. Giờ ăn tới rồi. Mình ăn thôi, pizza thôi. You gotta guess. Which one is gonna be yours? Rồi, đoán đó. This one's yours? Rồi mở coi coi. Oh, wrong. Cái đó của ba. Vậy con nói sao? Con nói cái cô hai chú là giao pizza biết con hả? Biết con rồi chú nói gì hay cô nói gì? Wait, this is dessert. You have to finish that before you get this. Finish it, all four slices. Cái này à? Bài mới hả ta? Is that a new song, Daddy? Yeah.
You guys said it like 100 times. Daddy, what are you looking for? Water, but... Hey, cả nhà ơi, hôm nay lại thèm vịt quay cái chỗ này à, nên là kêu thêm một nửa con. Mẹ con kêu nửa con một mình con ăn à. Mẹ Ngọc thì không ăn rồi. Mời cả nhà ăn vịt quay nha. Đây nè, con nước sốt nè. Chỗ này đặc biệt nhất là cái nước sốt. Nước sốt còn nóng hổi luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn miếng vịt quay nha. Xuất sắc. Ông Tám cho bánh mì nên là mình đi mua. Không có cho. Tự mua bánh mì. Vịt quay là mình tự mua bánh mì. Chứ họ không có cho. Họ cho dưa leo với lại nước sốt được không con? Ngoài ngoài cắt cái leo gọt ngập với leo bế mình con ăn qua. Không luôn vậy đã không? Rồi. Có răng mà đâu có lo gì đâu. Cái cảm giác mà khi mà ăn đồ ăn mà con mắt là nó muốn nhắm lại luôn. Mà nó đã. Rồi. Mời cả nhà. Ui cái đằng. Ui cái đằng có nghĩa là mình ăn cái đùi. Vịt quay chỗ này nó ngon. Nó mềm đó mẹ. Cắn vô là nó mềm mà mềm. Mà không cần răng luôn. Cái mì cũng ngon. Đã cái nương. Ăn quay ăn vậy mới đã. Miếng nữa này rất miếng nữa nha. Nhớ hồi xưa mình ở Michigan cũng có tiệm vịt quay ngon Ngọc ha. Ăn ngon. Ôi giời. Ngon quá. Này. Nó thêm miếng ớt nữa ngon. Là cho cái ớt à. Trời ơi. Dữ vậy. Cầm trái ớt cắn luôn, dữ à. Ngon. Cái video clip ngày hôm nay của Ngọc đơn giản. Đi đám cưới, đi đám cưới công nhận nha. Bắt đầu đi từ lúc 9 giờ sáng, về tới nhà 5 giờ chiều. Hết nguyên một ngày luôn đó nha. Rồi về cái lu bu tới lu giờ Ngọc ngồi ăn tối, bây giờ cũng 8 giờ tối rồi. Bây giờ sẽ kết thúc video clip này, Ngọc ăn hết đầy đồ ăn rồi edit video xong rồi cái Ngọc đăng lên cho cả nhà, đọc là Ngọc soạn đồ để bắt đầu sáng mai mình sẽ đi du lịch. Hẹn cả nhà vào video clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.